chúng ta tiến hành vào trang trang của Nhập Cuộc Sống này, No Copyright Shirt này. À, chúng ta kích vô. Đây là cái trang để cho chúng ta lấy nhập để đăng lên kênh chúng ta này. Đây, tất cả quan nhập đều được phép sao chép này, tất cả video luôn. Rất nhiều. Chúng ta sẽ chọn là một bài để chúng ta làm ví dụ cho các bạn này nha. Mình sẽ lấy một cái video nhỏ này. Đó. Đây là trang web của Nhập Cuộc Sống này, cho chúng ta có thể lấy bất cứ bài nào đang lên kênh mà không bị vi phạm quyền. Đó. Ví dụ mình lấy bài đây nha. Đây mình lấy bài đây. Dù mình lấy bài là ví dụ cho các bạn xem nha. Ví dụ như các bạn muốn lấy bài này mà đang lên kênh của mình, muốn không bị vi phạm quyền. À, trước hết là chúng ta phải chọn chế độ tải này, nó là MP3. Nằm ở vị trí cuối cùng này. Chúng ta kích vô medium MP3 này. Đó, nhớ là MP3 nhé. Rồi chúng ta chọn vào. Chúng ta chọn vào. Rồi, sau trong đó chúng ta tải xuống. Đó, đó là tải xuống. Đó, đây là chúng sau khi xong chúng ta kích vào phần hiển thị. Ở dưới đây nó có một link chúng ta đọc này. Đây, có nghĩa là khi bạn đang sử dụng bản nhạc này thì chúng tôi chỉ yêu cầu là bạn copy phần này vào phần mô tả của kênh của chúng ta, có nghĩa là copy cái đoạn này nọ. Có nghĩa là copy cái đoạn này gán vào phần mô tả nhé, sao chép này để chúng ta gán vào phần mô tả. Khi chúng ta đang lên là nó có một phần mô tả phía dưới, chúng ta copy cái này và chúng ta bắt vào đó để làm phần mô tả thì kênh của chúng ta không bị vi phạm bản quyền và có thể sử dụng bài nhạc đó. Đó. Đó, sau khi tải xong này, chúng ta copy ra. Chúng ta copy ra. Copy ra màn hình để vào chương trình Kinemaster của điện thoại chúng ta. Để chúng ta làm này, đó, tiến hành bước qua phần điện thoại nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Sau khi chúng ta copy qua điện thoại thì chúng ta tiến hành chọn vô nhạc này. Đó, đây là cái bờ lúc này chúng ta tải nhé. Chúng ta bấm vô, chúng ta cài đặt luôn nhạc chuông này, cài đặt ví dụ như chúng ta cài đặt là Stream 2 này. Đó, xong rồi cài đặt xong rồi chúng ta tiến hành vào cái chương trình, chúng ta dùng cái phần mềm Kidermaster nhé, vào CH Play để tải cho điện thoại nhé. Đó, sau khi vào đây nó sẽ hiện một cái link này. Chúng ta sẽ làm chọn bộ nút cầm đây nè. Đó, chọn một cái đây nhé. Rồi chúng ta bấm vô. Đó, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này cho chúng ta. Sau khi nó hiện bảng này chúng ta tiến hành bấm một cái đây nhé. Chúng ta bấm một cái phương tiện này. Bấm một phương tiện. Chúng ta sẽ chọn bất cứ một cái hình nào để làm đại diện này. Ví dụ như chúng ta sẽ lấy một cái hình bất kỳ nè. Tôi sẽ lấy một cái hình bất kỳ nhé. Tôi sẽ chọn. Đó. Chúng ta add nó vô. Chúng ta chọn vô là chúng ta add nó xuống rồi. Chúng ta, sau khi chúng ta add vô đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái bản nhỏ ra. Chúng ta sẽ kích vô cái âm thanh này. Đó. Cái bề hồi nãy của chúng ta này. Bề hồi nãy của chúng ta là bề đây này. Đó. Chúng ta sẽ chọn một cái này. Chọn thì chúng ta bấm vào nút vô cạn này. Đó, chúng ta sẽ cạn áp nó xuống. Đó, chúng ta xuống này, chúng ta sẽ kéo hình này, kéo hình chọn hết bài hát này. Đó, chúng ta tiếp tục kéo này, kéo chọn đến hết cái bài nhạc của chúng ta này. Bài nhạc hình như 2 phút máy này 3 phút, chúng ta sẽ kéo chọn kéo đến khi nào hay cái bản nhạc ra thôi. Đó, khi kết thúc bản nhạc chúng ta kéo hình ảnh giống vừa kết thúc bản nhạc này. Rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành này. Ví dụ như bây giờ bản nhạc nó xuất hiện đúng không nữa. Đó, hình ảnh nó sẽ kéo đi chung với bản nhạc đó.
chúng ta tiến hành bấm vào phương tiện này, bấm vào lớp để phủ này, bấm vào đây. Nếu dụ như chúng ta làm tim đập, chúng ta phải tải cái chương trình tim đập về. Đây chúng ta sẽ thêm văn bản này, ví dụ như nhập văn bản này. Bấm vào OK này. Đó, chúng ta tùy thích để làm ở chế độ chúng ta tùy thích nhé. Đó, để vào. Sau đó chúng ta chọn một cái phông chữ nữa. Đó, có thể kéo hết bằng nhọt luôn cũng được. Đó, sau đó chúng ta tổng hợp cái hoạt ảnh xuất hiện này, mờ dần này, hay là bóp này nó sẽ xuất hiện. Đây là những cái xuất hiện của cái tay chúng ta đó. Chúng ta chọn vô rồi chúng ta ra màu này thì chúng ta cũng tương tự như đó. Sau đó chúng ta tiến hành đó, đây là bản nhạc chúng ta xuất hiện và chọn thì hình ảnh chúng ta xuất hiện này. Ví dụ như muốn thêm cho hình ảnh này, dù là mờ hay điều chỉnh sắc bộ này, có đồ họa clip này, dù như chúng ta chọn vô này xuất hiện của những cái vật, những cái hình ảnh bên hông này đó, xuất hiện hai bên dưới này, đằng dưới này, để làm cho cái hình nhạc cũng thêm sắc sống động hơn. Sau khi xong rồi chúng ta này đó, sau đó vừa lại chúng ta tiến hành có nhiều cái cách chỉnh nha, tùy theo các bạn chỉnh, mình chỉ làm nhanh cái này để cho các bạn thấy thôi. Sau đó chúng ta thử mở nhạc này, xong rồi chúng ta thử mở này, đó thấy chưa, đó là cách nhé. Sau đó là chúng ta bắt đầu tiến hành lưu này, mình sẽ tiến hành lưu cho các bạn nha. Các bạn tự làm, có nhiều, rất là nhiều cách trong đây, các bạn cứ dùng thử thì sẽ quen. Đó, đây là clip của mình nha, mình chọn clip vô. Đó, sau đó mình xuất clip ra, bấm vô đó nhé. Đây là tỷ lệ này, full HD nha, 1080 HD 720 phút này. Đó, đây là những cái cần thiết. Đó, là mình xuất rồi, chúng ta bấm vô import nhé, import không phải nhảy lớp nhé. Đó, bấm vô nhảy lớp, nó sẽ xuất cái dự án của chúng ta này. Chúng ta đợi nhé. Đó, sau khi chúng ta nó xuất họ xuất xong video ra thì chúng ta tiến hành lấy video đó và tiến hành đăng lên kênh của chúng ta. Mình sẽ nhận cho các bạn đăng lên kênh và copy nguồn để không bị vi phạm bản quyền. Nên sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Sau khi chúng ta đã hoàn thành có cái bước kia thì tiến hành chúng ta đăng lên, các bạn bấm vào tải video lên này. Sau khi chúng ta làm xong hoàn thành, chúng ta copy ra màn hình desktop, copy từ điện thoại qua desktop. Rồi chúng ta bấm lên, chúng ta sẽ tìm cái bài nhỏ hồi nãy nhé. Đó, ví dụ như mình lấy cái bài này nhé. Đó, đây cái này là mình làm rồi này. Đó, sau đó chúng ta sửa lại cái tiêu đề, ví dụ như chúng ta có thể chọn tiêu đề là nhỏ IDM 2019 nha, các bạn. Nói chung là các bạn thích cái tiêu đề gì thì các bạn cứ ghi cái tiêu đề đó, nói chung là không ảnh hưởng gì. Đó, nhớ là cái phần mô tả nhé, phần mô tả này nó lúc đầu rồi đó, phần mô tả là phần chúng ta khi sử dụng bản nhạc đó thì chúng ta chỉ cần cốp cái phần của cái bản nhạc đó, cái phần mà người ta yêu cầu đó, đưa phần đó vô phần mô tả của chúng ta này. Đó, ví dụ như chúng ta vào trong cái trong web nãy nhé, ví dụ như chúng ta lấy một bài nhạc này. Đó, ví dụ như chúng ta nãy tải bài này nhé, thì chúng ta kích vào bài đó, kích lại y cái bài chúng ta tải nhé.
không được kích bài khác nhé. Ví dụ như nãy chúng ta mà tải bài này thì chúng ta phải kích lại cái bài đó. Đó. Sau đó chúng ta kích một phần hiển thị. Chúng ta kích phần hiển thị này. Đó. Kéo xuống dưới nó có chữ when you are using your track này. Có nghĩa là mình có thể sử dụng bộ nhạc này nhưng phải copy cái phần này vào phần mô tả của chúng ta, có nghĩa là copy phần này này. Đó, chúng ta copy phần mình màu đen nhé. Copy hết cái phần này. Copy hết và sao chép vào cái phần mô tả này đó, chúng ta dán tới. Chúng ta dán xuống. Đó, chúng ta dán vào đây. Sau khi dán xong, chúng ta lại điền thông tin đầy đủ. Điền đầy đủ, sau đó bản dịch năng co chúng ta cài đặt xong xuôi hết. Rồi tiến hành chúng ta xuất bản. Thì video của các bạn sẽ không bao giờ bị oan quyền, chắc chắn các bạn vẫn có thể kiếm tiền được, chắc chắn, nói chung chắc chắn 100% các bạn kiếm tiền được nếu mà các bạn đã đủ điều kiện kiếm tiền. Còn nếu các bạn chưa thì các bạn cứ làm nhé. Chúc các bạn thành công.